Thưa quý vị, nền kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với một năm 2024 có triển vọng tăng trưởng thấp và sự không chắc chắn cao. Đây là kết quả khảo sát từ hơn 60 chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới được công bố trước thềm cuộc họp thường niên của diễn đàn kinh tế thế giới Davos. Đa số các nhà kinh tế có chung nhận định rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay sẽ ở mức vừa phải do xung đột địa chính trị, điều kiện tài chính bị thắt chặt và tác động đột phá của trí tuệ nhân tạo. Một số nền kinh tế phát triển nhất thế giới như Trung Quốc và Mỹ có thể tìm tiếp tục mạnh lên, trong khi kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng yếu, thậm chí là rất yếu. Triển vọng kinh tế các nước Nam Á, Đông Á và Thái Bình Dương sẽ có màu sắc tích cực hơn. 70% các nhà kinh tế học tham gia khảo sát tin tưởng rằng các điều kiện tài chính sẽ dần nới lỏng hơn trong năm nay. Thưa quý vị, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong năm ngoái đạt hơn 500 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ thấp nhất trong gần 30 năm qua. Và sự sụt giảm này thì cũng cho thấy là sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng kéo dài, tức là có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp mới. Lần đầu tiên sau 17 năm, Trung Quốc cũng có nguy cơ mất đi vị trí là nước xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ vào tay Mexico và Canada một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm kim ngạch nhập khẩu của mỹ đối với hàng hóa trung quốc là chính sách tăng thuế quan nhập khẩu đối với hàng hóa trung quốc mà mỹ áp dụng từ thời cựu tổng thống donald trump bên cạnh đó là sự bùng nổ đầu tư nước ngoài ở mexico và các thị trường mới nổi ở đông nam á và mỹ latin Chi phí xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng hơn gấp đôi do các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ. Khoảng 80% thương mại hàng hóa của nước này về châu Âu trị giá gần 14 tỷ đô la Mỹ một tháng thường đi qua Biển Đỏ và 95% tàu thay vì qua Biển Đỏ đã chuyển sang tuyến đường qua mũi Hảo Vọng ở cực Nam Châu Phi, kéo dài hành trình thêm từ 14 đến 20 ngày từ Ấn Độ sang châu Âu. Chi phí của một container 24 feet từ Ấn Độ đến châu Âu, miền Đông nước Mỹ và Anh đã tăng lên mức là 1 500 đô la Mỹ từ mức 600 đô la Mỹ. Dự báo xuất khẩu của Ấn Độ trị giá ít nhất là 10 tỷ đô la Mỹ sẽ bị ảnh hưởng do chi phí vận chuyển tăng cao và sự chậm trễ giao hàng. Thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF có nhận định đó là công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ tác động đến 60% việc làm ở các nền kinh tế phát triển. Sau đó thì con số này sẽ giảm xuống 40% với các thị trường mới nổi và 26% với các nước có thu nhập thấp. Dự báo là AI có thể thay thế 85 triệu vị trí việc làm vào năm 2025. AI thì có thể làm gia tăng sự chênh lệch về kỹ thuật số và cả sự cách biệt về thu nhập giữa các nước. Những người lao động lớn tuổi hơn sẽ có khả năng là chịu ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì nguồn nhân lực công nghệ thông tin cần phát triển lên tầm cao mới để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường cả về số lượng và chất lượng. IMF thì cũng cho rằng dù có rủi ro nhưng AI là một cơ hội rất lớn cho tất cả mọi người. quý vị, ngân hàng ngầm, ngân hàng bóng tối hay còn gọi là các công ty tài chính phi ngân hàng là tập hợp các định chế tài chính như công ty bảo hiểm hay công ty thế chấp hoạt động với đầy đủ chức năng của một ngân hàng nhưng lại nằm ngoài sự giám sát của các cơ quan chức năng. Hệ thống ngân hàng ngầm thường được ví như quả bom nổ chậm và vì vậy chính phủ Trung Quốc từ lâu đã muốn thắt chặt các quy định quản lý đối với lĩnh vực này. Tuy nhiên thì quả bom này đã phát nổ và tạo nên cơn chấn động trong giới đầu tư Trung Quốc trong những ngày gần đây. Jiangxi là gã khổng lồ của hệ thống ngân hàng ngầm tại Trung Quốc. Công ty này được thành lập năm 1995 và vào thời kỳ đỉnh cao, Jiangxi quản lý khối tài sản lên tới hơn 140 tỷ đô la. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 1 vừa qua, Jiangxi đã nộp đơn xin phá sản và ghi dấu ấn trở thành vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Các nhà đầu tư bùng lên giận dữ trước nguy cơ bị mất hàng chục tỷ đô la và đã biểu tình tại Bắc Kinh. Sau quá trình kiểm toán, kết quả là Jongji gánh khoản nợ khoảng 64,4 tỷ đô la, trong khi tài sản chỉ có 28 tỷ đô la. Vụ phá sản này có thể gây ra tổn thất khoảng 38 tỷ đô la. Điều đáng lo ngại là quả bom Jongji phát nổ có thể kích hoạt hàng loạt các quả bom khác trong thị trường tài chính Trung Quốc. Rủi ro lớn nhất đối với các tổ chức tài chính như Rongjin là liên quan đến nhóm doanh nghiệp bất động sản. Rongjin có quy mô hơn 137 tỷ đô la Mỹ và muốn liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp bất động sản và nhiều tổ chức tài chính khác vốn đang lao đao do suy thoái kinh tế. Có thể thấy, cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài đã lan sang lĩnh vực tài chính. Các sản phẩm liên quan tới bất động sản chiếm hơn 70% các vụ vỡ nợ trong những quý gần đây. Theo ước tính của Goldman Sachs, các công ty tín thác đầu tư như Jongji có hơn nửa tổng tài sản gắn với đầu tư bất động sản. Tại sao các ngân hàng ngầm như Jongji tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng lại hấp dẫn nhà đầu tư đến như vậy? Câu trả lời chính là lãi suất cao. Chỉ riêng Rongchus, một công ty con của tập đoàn Rongji, đã có 230 loại sản phẩm bất động sản với mức lãi suất trung bình trả cho nhà đầu tư là 6,73% một năm, trong khi lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn một năm chỉ có 1,5%, tức là lãi suất của Rongji cao hơn lãi suất ngân hàng tới gần 5 lần. Không công ty tài chính nào có hoạt động rộng khắp tại mọi lĩnh vực như nhóm ngân hàng ngầm, và cũng không có ngân hàng truyền thống nào có mức lãi suất cao đến như vậy. Lĩnh vực ngân hàng ngầm có quy mô lên tới 2,9 nghìn tỷ đô la. Ước tính ngân hàng bóng tối đã cung cấp gần 1 phần 3 các khoản vay ở Trung Quốc. Vụ phá sản của Zhangji đã nêu bật thách thức mà Bắc Kinh phải đối mặt trong việc giải quyết các vấn đề nợ quy mô lớn. Trong những năm qua, chính phủ Trung Quốc đã tìm cách thắt chặt các quy định quản lý lĩnh vực này. Quy mô thị trường giảm khoảng 16% so với mức đỉnh vào năm 2017. Tỷ trọng của kinh tế Trung Quốc trong GDP toàn cầu đang nhỏ dần kể từ năm 2022. Sự suy giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ được bù đắp bởi Mỹ và các quốc gia mới nổi khác như Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Brazil. Cuộc khủng hoảng bất động sản và tài chính đang kéo nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và đây là điểm đáng chú ý của kinh tế thế giới trong năm 2024.